Dạ, mến chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh Nhàn Cọc TV nha. Thì hôm nay buổi chiều hôm nay Nhàn chạy lại để xác nhận gần căn nhà của anh Thanh đã làm hoàn chỉnh nha cô chú anh chị. Thì nói chung á là thời gian vừa rồi á là cái kênh của Nhàn á là đang bị mắc tương tác rất là nhiều nên một số cô chú anh chị xem không được á, thì nên cũng không thấy được video. Thì mong cả nhà có xem được video của Nhàn giúp Nhàn xin một lượt like, một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ nha cô chú anh chị. Thì bây giờ Nhà sẽ tiến vào trong căn nhà của anh Thanh để coi cụ thể là căn nhà sẽ làm hoàn thiện tới đâu rồi, và nhà sẽ thanh toán luôn cái tiền ton và tiền công cho chú Út cho nó xong hết tất cả rồi, thiếu đủ như thế nào thì nhà sẽ công bố trên video phần cuối của video, nên mong cả nhà cứ đón xem theo dõi nha. Thì ở đây cả một cái dàn fan cứng này của chú anh chị, ekip đây đỏ lúc chút ở xóm nhà này, xóm này đông nít dữ trời lắm. Thì thôi giờ nhà cũng vào trong để chia sẻ cho cô chú anh chị thấy rõ hiện thực cái căn nhà nó làm tới đâu nha. Đây nguyên gia đình đầy đủ hết cô chú anh chị luôn, 1 2 3 4 5 6 7, 7 người. Anh Thanh chào anh Thanh nha. Dạ. Rồi em đem anh xuống dưới đây em hỏi cái tí xíu về đây cái chỗ căn nhà cái. Nói chung anh Thanh thì ông lùng lắm cô chú anh chị, chưa đứng ngang dài nhàng nữa. Đó. Đây cái thằng chó con đâu rồi, đừng có đưa con nữa, từ từ thôi. Đó, đúng rồi. Đây. Đây nè. Cho con gà cho cái bàn tay của nó làm kiểu dữ gì ta. Dữ luôn đó nha, gần hết sữa chưa? Nó đúng rồi, đỡ dầu lên, nó bữa nay mặt lanh lên cô chú anh chị. Thôi giờ nhà chắc là giờ trong chia sẻ cái căn nhà của anh Thanh đây. Hơi tối cả nhà thông cảm nha, tại anh Quý nó đâu có bật đèn cho đâu, nó sợ tốn tiền điện đúng không? Dạ đâu có. Thôi mà, không thấy tôi vô tốn tiền điện cái gì. Đâu vô trong chị chú ơi. Dạ. Ủa là bây giờ hiện tại bắn hết anh Thanh? Dạ bắn rồi anh ơi. Đây cái mái nhà của chú anh chị là ton nhằn mua là ton sống vuông để lợp cho nó không có bị vấn đề mà ấy nha, để nó bị giọt nữa. Thì anh thấy cái ton này là chất lượng chưa? Dạ chất lượng rồi anh ơi. Không sợ giọt không gì nữa ha. Dạ. Đó, rồi sau đó là bắn thiết lên được tới đây hết rồi. Dạ còn thiếu bên đây với cái hông này không? À thì bây giờ đây cô chú anh chị hiện tại là cái hông bên hông này bắn tạm thời cái cao su đỏ nha, thì nó cũng chắc cũng lẽ là cũng đỡ được phần nào. Anh đi đổ anh đi làm cái này á. Dạ. Rồi ví dụ có ai cho bít tôn nào thường không ta? Ít lắm anh ơi, em bị em luôn để đất không à, không có. Để đất không hả? Dạ. Tính cái này mà ai mà có đập phá hả? Hả? Dạ. Cho bít tôn á, mình dạ. Đòi về mình đổ lên. Đổ lên đúng rồi, đây nè, cô chú anh chị quá trời luôn. Cái đường này thì không có xe lớn vô được, chỉ có xe nhỏ hay đầu đường vô, cái xe nhỏ xíu vô được, cái xe lớn đâu được, cái xe kéo vô được thôi. Dạ. Đường nhỏ xíu mà phải có đường xe lớn, bữa nào em đổ vô cho con xe, hai xe cho con Quý nó xúc nó đẩy vô. Thưa Quý. Dạ con đẩy vô nhưng mà con phải có cát chi măng rồi. Trời ông không ơi, sợ ông mới có bít tôn đổ lên mình đầm trước rồi là cho sạch sẽ. Cái đầm ra đi giờ không biết giọt. Cái này là làm xong lúc mấy giờ anh Thanh? Dạ 1 giờ anh ơi. 1 giờ là xong, làm lúc em về là làm luôn ha. Dạ. Tất cả là bắn đinh hay là đóng? Đóng đinh. Đóng đinh bằng búa. Đóng bằng đinh ấy ra vô ha. Dạ đóng vô. Thì như thế này của chú anh chị, tại vì cái ton này mà đóng vô trong sắt á thì mình sẽ hàn, còn nếu mà đóng vô đây thì và đóng ton thì hiện tại cái bữa nhà của Quý tới đâu, Quý tới đây đúng không? Dạ. Tới đây đúng không? Dạ. Đây tới Milan này là cô chú anh chị, mà bữa nay Nhàn làm rộng ra được tới sau luôn nha, thì nó cứ 3 thước nữa. Chiều dài thêm một mớ nữa. Đó, thì có chỗ để phơi đồ phơi đạt cho mấy cháu. Đó, rồi bây giờ anh có hướng là cái quá trời cái nền nãy dơ rồi. Dạ. Dơ dữ luôn á. Dơ quá trời bị nãy. Tại giờ anh dở từ hôm qua giờ đó, dở ra dạ. Đó. Trời mưa đây không đó. Ừ. Ủa rồi chưa lấy miếng cao su kia che trên hả? Dạ ông đóng rồi xong ổng đi về hết trơn rồi. Cái đó chắc em làm ơn quá. Bây giờ hiện tại cái máy ton này nó đã cứng rồi. Dạ. Anh tháo cái miếng cao su hôm bữa em cho đó. Dạ dạ. Anh leo lên trên rồi anh nhờ cô em này nè. Đang hút thuốc hả? Cô em đang hút thuốc. Thì nhờ cô em lên trên á là đưa cái tấm bạc này lên trên đó rồi hai chú cháu đóng hoặc là căng gì đó. Dạ. Ở trước nữa là đỡ dữ lắm rồi. Dạ. Thì nói chung là cũng nói thật sự cô chú anh chị luôn, cũng chưa gọi là cái gì hết, nhưng mà cũng nếu mà cái căn nhà bình thường mà như thế này làm được như thế này thì nói thẳng luôn cũng có thể là 10 năm được đó. Dạ. Nhàn tạm thời hỗ trợ tới đây đi, còn cái mí bên đây á, thì khi nào có ton á để có điều kiện có tiền nữa thì em sẽ cho tiền thêm để mua ton á, anh đóng luôn cái vách này ha. Dạ dạ. Nó cứng cáp hơn thì nó đỡ tạt mấy bên đây tạt qua nữa. Dạ. Rồi bây giờ mình đi lên trên đi. Dạ, dạ. Lên trên để em chia sẻ tí, tại dưới này
do lắm của chú anh chị cũng thông cảm ha, tại vì mấy ngày nay quá nhà anh Thanh mưa, á mưa dở ra thì nước mưa nó xuống trực tiếp luôn đó. Bây giờ là tới phần trách nhiệm của chị á, dọn dẹp này nọ đó thì lấy làm cái xào lên rồi phơi thôi chứ làm sao. Rồi giờ đi lên trên nè, sẽ chia sẻ của chú anh chị xem nha. À, ở anh Thắng ơi, hôm qua giờ nếu mà tính từ cái lúc bữa mà làm tới giờ là khoảng bao nhiêu ngày vậy? Dạ hai ngày. Hai ngày, đúng hai ngày luôn ha. Dạ thì như buổi sáng mà tại vì ổng lọt hồi lúc 10 giờ, hôm qua ổng lọt cho tới 1 giờ rồi. Đúng ra thì mình tính cho ổng một buổi mà không biết ổng chịu không. À, thì thôi như thế này, em cũng nói luôn là bữa em có nói chú là hai ngày rồi. Dạ. Thì thôi gửi tiền hai ngày cho chú. Dạ. Rồi hiện tại chú Út đâu ta? Ông đi đâu hả? À, tại vì bây giờ ủa rồi nãy ông mua tôn là ông chưa trả tiền hả? Chưa. À tại vì phải có ổng về á thì em mới thanh toán tiền luôn, với tiền công ổng hết luôn. Thì nói thẳng luôn cô chú anh chị, nhàn cũng lấy máy cái nhàn bấm nha. Thì bữa trước chú báo với nhàn là 85.000 một mét vuông, thì tổng cái căn nhà này là 48 mét vuông, là tôn 48 mét vuông. Tiền cây thì em trả rồi nha. Dạ dạ. Rồi bữa em đưa tiền 500.000 tiền đinh đủ không? Tiền đinh thì vợ em không biết có trả không chưa, em không biết. Cái đó thì em không biết, bữa em đưa cho chị 500 á nha, mua đinh mua bổng nha. Mà chưa có trả, biết sao bị bữa trời mưa lộn kịp cái mướn nhỏ cháu lộn. Tám nhân cho 8 nhân 85 là 4.080.000, như 4.1 đi, 4.1 như cái kia thêm 800 nữa. 4.1 cái 800 là 4.9. 4.9 như 100 ấy nữa là chẳng 5 triệu đi. Thì tổng 5 triệu căn nhà của anh chị đây, để hồi em con có đơn lại hình như là nó cũng đi đâu mà chưa thấy về nữa ta, điện không bắt máy nữa. Thôi nói chung cái đó bỏ qua đi, thì nhà cũng suy nghĩ là có nghĩa là theo căn nhà là rơi vào khoảng 7 triệu mấy của chú anh chị. Nhưng mà nhà cũng tính được trước để hồi có chú về mới tính. Thì cả nhà cũng thông cảm một điều thế này nè. Dạ. Là nhà anh Thanh á, thì cái biệt danh ảnh á là gọi là lé nên nó nhiều khi ảnh nhìn vô cái màn hình ảnh nhìn không có được, đúng không anh? Dạ. Nên là khi nhiều người hỏi tại sao mà anh Thanh á ảnh nói chuyện không nhìn vô màn hình, thì hôm nay nhà mới biết, tại trước rồi là không biết, là tại vì ảnh không thể nào nhìn thẳng vô màn hình á, thì ổng nhìn một bên, ổng nhìn vô một nghiêng một bên thì ổng nhìn vô màn hình, nên cả nhà thông cảm giùm nha. Thì bây giờ có cái cảm xúc của anh á khi mà được cái căn nhà như thế nào, anh nói lên cho em nghe. Dạ thì em cũng rất cảm ơn mấy cô mấy chú hỗ trợ cho em với anh, rất là mừng. Hồi nào giờ đâu có nhà người ở ấy đâu, đâu có nhà nào mà như thế này luôn. Dạ. Là cái nhà này tính ra là tự thời gian mà nó sập chứ nó dột là bao lâu rồi anh ha? Dạ có khoảng 3 năm rồi anh. 3 năm là cứ ở trong cái kiểu vậy luôn ha, nó dột nát chứ gì dột nát gì đó. Thì em cũng nói thật luôn, em cũng là cái cầu nối để em chia sẻ. Thì đến với gia đình á, em đã chia sẻ hết mình rồi, nói thật với cô chú anh chị luôn, nhà đã hỗ trợ sửa sải cho các cháu, trước đó nhà cũng hỗ trợ đồ đạc này nọ, và hôm nay nhà lại tiếp tục hỗ trợ cho căn nhà. Thì em cũng nói thật luôn, nó có nhiều cái khía cạnh lắm, nhưng mà em cũng phải cố gắng, em hứa gia đình em sẽ cố gắng giúp. Thì cái phần á 500.000 như chị nói đi, mướn người đi thì em không tính vào phần đó, thì phần đó cũng như tính vô là 2 triệu. Thưa chú anh chị, thì cái phần còn phần này á, thì nhà sẽ tính tổng vô là bao nhiêu, là để cho nó cụ thể, để cho nó rõ ràng hết tiền bạc. Tại vì nó thật luôn, nhà đang nhận là 5.5 triệu, thì hiện tại là nhận tính sơ qua thôi là đã là 1.5 triệu chuyển tiền gỗ, kèm theo bên đây là nhận cho 5 triệu đi, với bên đưa chị 500 nữa là 2 triệu, với thêm 5 triệu này nữa là 7 triệu. Nó còn phát sinh cái gì nữa không thì không biết, nhưng mà nhận tính là 7.5 triệu của chú anh chị. Thì nhàn nhận được là 5.5 triệu, thì hiện tại là nhàn bù vô 2 triệu. Thì nó thật luôn với anh chị luôn, em đến gia đình anh chị em giúp bằng hết cả tất cả cái tấm lòng của em. Dạ. Hỗ trợ thì sau này khi mà nhà cửa nó ổn định rồi thì anh chị cũng cố gắng làm. Dạ. Và để lo cho cháu một tháng anh chị không cần thiết phải mua một hộp sữa 500.000 đâu, tại vì 500.000 này là em mua sữa dỗ béo cho cháu. Dạ. Khi mà cháu đã mập mạp ra rồi, nó đầy đủ chất dinh dưỡng rồi, thì lúc đó anh chị cứ mua sữa, em sẽ cho một cái đơn sữa là 200 tầm 180 tới 200 ngàn một lon cho cháu là uống là được rồi. Dạ. Tại vì mình tùy theo khả năng của mình. Dạ. Nhưng mà theo anh á, em hỏi thật sự luôn. Dạ.
ví dụ như không còn Mạnh Thường Quân nào hỗ trợ, anh có cháu của anh có nói trên video là cháu anh em tính như thế nào không? Nếu mà không ai hỗ trợ nữa thì em chắc cũng phải cho nó thôi, chứ bây giờ em đâu có mà kịp cho nó uống đâu anh. Một mình anh làm mà tới 5-6 người ăn rồi, hình như nó khổ chỗ đó, đâu có kịp tiền mà mua sữa cho nó. Bây giờ sữa một tháng nó uống còn 2 hộp thôi. Dạ. 2 hộp thì nó tầm rơi vào khoảng 400.000, cho 400.000 đó. Mà không lẽ là em đã làm ngay từ đầu tới cuối rồi. Dạ. Tới thời điểm nay là anh biết em làm tất cả là vì thằng cu đó đó. Dạ. Em nói thật với anh với chị luôn, tất cả là cũng vì nó với lại mấy đứa nhỏ này thôi. Mà khi mà anh với chị nói như vậy thì làm sao ai bảo bọc cho cháu nó đấy hoài được mãi. Tại vì em nói thật với anh Thanh luôn, còn rất là nhiều hoàn cảnh. Dạ. Họ khó khăn hơn mình, mà họ có cái là họ còn bệnh tật. Còn mình như thế này á, thì mình cố gắng mình tạo cái điều kiện làm sao giữ cháu lại. Cái đó em nói anh viên thật nha. Dạ, anh biết cái thành quả của em á, em làm cho tới thời điểm nay á, thì anh chị biết rồi. Dạ. Tất cả là vì tình yêu thương của nó đó. Dạ. Mà bây giờ em hỏi anh, nếu ví dụ như bên Mạnh Thường Quân không hỗ trợ, mà anh đại có cái ý định trong đầu như vậy, thì thật sự em thật sự là rất là buồn luôn đó. Không, bởi vì em nói cái như giả sử như vậy thôi, chứ mình lo được thì mình lo tới nữa, chứ mình đâu có cho mà con cháu rồi sao cho được anh nhà. Ừ. Sợ á, mình làm không nổi không kịp á, sẽ sợ á. Ừ, sợ nhiều khi mùa mưa mà gió ha. Dạ, làm không được, có khi 10 ngày còn chưa đi làm được nữa. Bây giờ như thế này, cô chú anh chị, nhà sẽ chấm dứt cái căn nhà của anh. Là để hỗ trợ anh tới đó thôi. Dạ. Và có điều kiện sau này thì khi có cô chú anh chị Mạnh Thường Quân giúp đỡ nữa. Dạ. Thì em sẽ cố gắng để em duy trì giúp cho cháu. Có thật với anh, một tháng 2 hộp sữa của cháu thì em có thể, em chỉ cần nhịn một ít cà phê hoặc nhịn ít ăn nữa thì em cũng vẫn hỗ trợ cho cháu được. Nhưng trên tinh thần là gia đình mình phải thật sự có trách nhiệm với cháu. Dạ. Chứ không phải là em xin lỗi anh, em nói trước nha, không phải ỷ lại để khi có Mạnh Thường Quân mới giúp đỡ cho cháu, còn không có Mạnh Thường Quân là cho cháu, là cái đó em không, em cực kỳ em cũng thích. Dạ thì cũng mình nói thí dụ vậy thôi, chứ mình lo được thì mình lo tới chứ dễ gì con. Đúng cháu. Rồi, nhịn ăn một tí xíu. Dạ. Anh mình sợ con cái làm mướn này, có khi mưa gió mình làm không được 10 ngày mà không biết tiền đâu để mua sữa cho cháu uống á. Đúng rồi. Khả năng của chị là không đi làm nổi luôn hay sao anh? Sức khỏe của chị nói đi làm hồi đó giờ nó sống về với em đó là 19 năm nay rồi đó. Mà không có đi làm gì được, có gian đi ra chút xíu rồi chóng mặt nhức đầu, rồi có khi đi rồi không quên đường về, rồi sao đi làm mướn người ta được anh nha. Không, có nghĩa là có những cái hướng khác chứ không làm mướn thì không thể nào làm được em nói. Dạ. Anh đúng không? Dạ. Nhưng mà có những cái hướng khác là chẳng hạn như mình có thể làm cái này cái kia gì đó được thôi, hay không là hay là không có khả năng để lao động luôn. Để anh nói, anh chính anh nói để cô chú anh chị mới tin hơn. Khả năng là chắc nó không có thể lao động được, nó làm chút xíu rồi mà nó lên giường nằm, rồi lên giường nằm không rồi, rồi chóng mặt chóng đầu gì đó, rồi đâu có làm gì được. Nãy giờ dọn cái nằm lên giường nằm rồi làm có chút xíu rồi chảy lên giường nằm rồi nó chóng mặt rồi. Ừ, rồi bây giờ chị thằng Quý với bé kia thì cũng thua luôn đúng dạ, không? Dạ. Chỉ may ra có thể là không biết không băng không biết như thế nào thì không biết. Thì đó, nói thật với cô chú anh chị, nhà cũng trình bày hết tất cả cho cô chú anh chị hiểu để tại sao là có nhiều cái câu hỏi đặt ra. Như vậy thì nhàn cũng nói thật luôn, tất cả những gì nhàn chia sẻ trên video là lời nói của hoàn cảnh nói, chứ không phải là nhàn nói thay cho hoàn cảnh. Và em cũng mong muốn một điều á, khi mà sau này em có quay lại á, em ghé gia đình anh thì vẫn còn thằng cu đó. Còn nếu có vấn đề thông tin gì đó mà em nghe được là thật sự em rất là buồn luôn. Em nói thẳng với anh, em làm tất cả là cũng vì nó đó, em nói thật. Dạ, với anh không có, em sợ hờ vậy thôi á, chứ không phải nói là con cháu mình muốn thôi. Nói thẳng mình phải cương quyết, mình phải có nghị lực để mình làm chuyện đó. Thì giờ con để em hỏi Quý cá nhân. Bây giờ bữa nay chú hỏi thật sự nghiêm túc với con nè. Là đến với gia đình thì con thấy chú giúp đỡ như thế nào? Dạ con, chú giúp đỡ con rất vui, nhưng mà cảm ơn cô chú. Cô chú anh chị Bông Bận Hùng Quân đã giúp đỡ con có nhà ở. Thì bây giờ nè, đó như hồi nãy cha nói á, ví dụ như không có khả năng nuôi cháu, cho cháu không chịu không? Cái lời cho thì được cái chú nha. Dạ được, cái chú cản này chú không cho, cái là con không chịu. Con không chịu luôn đúng không? Con theo ý chú đúng không? Dạ. Là không chịu cho cháu. Mình nuôi được thì mình để nuôi cho kế đi. Nhưng mà con có cái hướng gì con đi làm hay gì để đi phụ ba cha không? Dạ con cứ đi theo cha nằm hồ. Đi làm nổi không ông? Dạ con đẩy không được, con đẩy ít. Nhưng mà được. Người ta nhận không? Trời. Làm không có chuyện nào con vô bãi rác con móc sắt cũng được. Vô bãi rác đi móc chơi móc bọc đúng không? Dạ.
chấp nhận không? Chơi mà biết đường về đi, biết đường về không? Dạ trời, con đi biết đường về mà. Em đi lạc xe bắt chó lụm rồi đúng không con? Thì như thế này, em tính phỏng là 4 triệu 9 nha. Thì chưa tới 4 triệu 9 đâu. Thì bây giờ em sẽ gửi 5 triệu. Đó là anh về, anh tính lại với bên chú chú Út. Để chú tính tiền cho cha một cái. Thì đây cô chú anh chị, bữa trước Nhàn đã trao 2 triệu là 1 triệu là gửi là dạ, đúng là dạ. Em có chuyển khoản trả cả tiền cây đúng không? Dạ đúng. 500.000 dạ. Em đưa cho chị. Đó là 2 triệu rồi. Thì bây giờ Nhàn sẽ đưa luôn tiền ton. Nhàn nhận được 5 triệu gửi thì Nhàn làm là 7 triệu. Cô chú anh chị có phát sinh nữa thì Nhàn sẽ báo. Để Nhàn trao tiền ha. Rồi đây 1 triệu nếm dạ, này. Dạ. Nếm ra đi. Đủ anh nè. 2 triệu. Dạ. 3 triệu. Yeah. 4 triệu. Yeah. Rồi, đây là 5 triệu. Yeah. 5 yeah. triệu là tính luôn cái tiền công chú vô đó nha. Yeah, yeah. Tại vì tiền ton á là em tính chỉ có 4 triệu 4.08.000 để em ủa 4.085.000 à. Là em đưa là tính chẳng 4.1 triệu yeah. Tiền công của chú là 740, em tính luôn là 800 yeah. Đó là tính cho chẳng đây, có nghĩa là cái nhà mình 48 m² nè. Dạ dạ đúng rồi, là một tấm chiều dài 12 ngang 4 ha. Dạ. 48 nhân cho 85.000 nè, ra 4.080 vô 10.000 là em tính ra là 4.1 triệu. Tiền công của chú á, đây em cộng tiền công vô, cộng công vô là 360.000 nè. Ủa 300 chú nói như ta 370 370 4.080.000 em cộng thêm của chú là 370 ra 740 nè. Dạ. Là ra 4.820 nè, em đưa 5 triệu nha. Dạ dạ. Đúng không? Dạ. Đủ rồi phải không? Dạ. Đó thì cái đó là cái phần tiền nhận đã trao cho gia đình anh Thanh. Đó. Rồi băng đâu? Ông có sữa con hết chưa? Bước qua đây chú. Bước qua chú rồi. Ê, chú kêu phải qua đi. Ừ, chú kêu qua, ẵm con qua đây. Con nói thiệt chứ con không nói chuyện ai chứ, nói chuyện chú à. Ờ, nói chuyện chú thôi đúng không? Dạ. Con biết cái chuyện ai đó. Rồi, để cho chị Băng ngồi đây, chú dạ. Nói chuyện chị Băng cái. Dạ. Xích qua đây. Bây giờ nè, chú nói với con á, như cha nói á, là hết tiền thì cho con có chịu không? Có chịu mà khi mà không ai hỗ trợ con cho con có chịu không? Dạ không ai hỗ trợ con kính nát. Con cũng tính cho con luôn hả? Được không? Cho chú xin ha. Bây giờ chú xin lại luôn chịu không? Hả? Hết rồi, hết sữa rồi. Hết sữa rồi. À, anh Út ơi. Rồi với chú Út về nha cô chú anh chị. Thì bây giờ nè, chú hỏi á, là bây giờ ví dụ như không ai giúp đỡ á, là không có cho con không? Nói đi, cho là chú ẩm luôn. Ừ? Cho là chú ẩm luôn, chồng tiền để luôn ẩm luôn, cho con thêm tiền nữa. Nói gì cơ, chứ cơ giúp đỡ được chứ. Ừ. Bây giờ là chắc không chịu cho rồi. Khổ chưa lên 100 lại đâu. Thì cô chú anh chị, nhà nói chơi thì nói vậy thôi nha, nhưng mà thật sự nếu mà gia đình mà có ý nghĩ gì đó là nhà thật sự rất là buồn. Đây nè, xong hết cái hộp sữa này, cháu cũng đã tròn lên rồi. Chú cho con 500 cái này phần riêng của chú nha. Chú cho con bỏ túi con giữ, và chiều nay con đi mua cho chú 2 hộp sữa Di Lắc. Một hộp sữa Di Lắc, một hộp 200.000 thôi. Hai hộp 400, 200, 220 gì đó. 180 thôi cũng chưa tới 200 mà. Con cầm 500 này con ra mua 2 hộp sữa cho chú, còn dư nhiêu tiền bỏ túi mua đồ ăn. Đây. Dạ không, cảm ơn chú. Nói lớn lên tí rồi sao? Cho cô chú nghe. Ờ, đó. Giúp thì giúp cho tới luôn cô chú anh chị, thật sự luôn. Thì bây giờ chú Út về tới kêu chú Út qua đây để Nhàn tính tiền luôn cái cho. Rõ ràng nó thật luôn. Dạ thì đây cô chú anh chị, chú Út cũng qua tới rồi nha. Thì chú Út cho con hỏi là tổng tiền ton chú mua nhiêu chú? Cho con coi cái hóa đơn. Không, chú chưa có chụp gửi con. Dạ. Đâu đâu, coi cái hóa đơn con. Đúng rồi. Đây. Con cái nói gì đó. Đúng rồi, con này. Ừ, chưa chụp gửi qua đó.
tiền ton là 6 × 8 = 48 m, giá 90 phải không? Ừ. 1.320.000, sớm còn nghe 85. Chỉ có hai cái gửi đinh đó, nó đâu có gì nữa đâu. Là 4.420.000. Ừ, tôi cầm này đi. Ừ, đó. Tổng hóa đơn là 4.420.000 đây nghe cô chú anh chị. Hàng cũng gửi gõ luôn. Đâu đàng hoàng mà. Đây 4.400. Đỡ cho em mốt con cháu. 20.000 nha. Thì đây bây giờ họ sẽ tính tiền công cho chú luôn. Ừ. Dạ. Chú dễ mà. 4.420.000 cộng với tiền công của chú là 304 đúng không? Ủa sẽ 7. Sorry sorry. 420.000 cộng với tiền công là 704. Ừ. Thì 5.160.000. Ừ. 60.000. Đó. Là đây con sẽ gửi cho chú đây là 5 triệu. Chú cộng tính con. Rồi thanh toán lẫn đây ha. Rồi chú thanh toán luôn, con không thanh toán nha. Ừ, nói gì cho dễ. Ừ. Đây con đưa chú thêm 200 nữa là còn dư 40, chú đổ xăng luôn con nha. Ừ, rồi, cảm thì ơn. Đây cô chú anh chị nhàn đã làm xong trách nhiệm là đây là 4.420.000 cộng theo tiền công của chú nó là ra là 5.120.000 thì tặng 80.000 phải không? Dạ. Thì xin thừa nhận này. Dạ, chú đếm lại cho con cái đủ á, đếm thêm con cái đi để cho chắc chút. Tiền bạc phân minh nãy tình dưới phát của chú vậy ạ. Cho nó rõ ràng. Để nhiều khi qua tay mà chưa đếm không có rõ ràng được đâu, phải đếm. Dạ. Đó. 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 Đúng là 5.2 triệu đúng không? Đúng rồi. Đó. Dạ. Thì trước trên video trước con cũng có nhờ giả chú để chú giúp đỡ cho con. Ừ. Để làm hoàn thành căn nhà cho anh Thanh thì tiền bạc công cán thì con cũng vẫn gửi cho chú đầy đủ rồi. Rồi kèm theo lời đó là con cũng là thay lời cảm ơn đối với chú. Chú cũng làm tròn trách nhiệm khi cháu cũng nhờ giả và chú cũng giúp đỡ được gia đình anh Thanh, như vậy là cháu trân trọng cảm ơn chú rất là nhiều nha. Dạ cảm ơn chú rất là nhiều. Ừ, chú cũng cảm ơn tất cả mạnh thường quân giúp đỡ cho vợ chồng của Cẩm Thanh á. Dạ. Thì được nhà chú cũng hy sinh cũng không có nhiều mấy, nhưng mà chỗ tình nghĩa tình lành. Dạ. Sớm đối diện nhau. Dạ. Vậy thôi thì nó đúng ra chú tính chụp đang gửi diễn khoản qua luôn, đang cho trực tiếp ta lại nhận tiền luôn. Còn dạ. Không. Chứ còn cái này con gửi cho chú thì chú là cái người đứng ra mua đúng không? Ừ. Chú đứng ra mua thì chú có trách nhiệm là xong. Vậy thôi chứ không gì hết á. Thầy. Ừ. Sớm con cũng không tính không ấy, nhưng mà cháu trao tiền mặt thì nó dễ hơn. À, chú cũng nói này chú sợ sợ, nhưng con cái nhiều khi thấy đóng đinh thì chú thấy nó không có phù hợp được cái chú, như bắt bù lon bù xong rồi đó. Dạ. Thì từ bên nhà chú cũng đem qua đó, nhưng không có nhiêu tiền đâu, không sao đâu, thì chú. Dạ. Cũng nói câu đó. Dạ. Ừ. Thì con cũng cảm ơn chú, tại con nói là mỗi người chung tay với nhau để giúp thôi. Ừ. Như con rồi chú thấy rồi, con cũng giúp gia đình Thanh rất là nhiều chứ không phải là mới lần này đâu. Ừ. Nên nó không có gì hết. Thì trân trọng cảm ơn chú rất là nhiều nha. Ừ, chú. Dạ, cảm. Dạ. Ơn bên cái nhà hỗ trợ cho bên nhà gia đình của. Dạ. Thanh Cẩm kia với cháu chắc nhỏ xíu đó đó. Dạ. Được rồi, nhưng con cái còn thiếu sót thêm chú xin ý kiến này. Dạ. Nếu con có hỗ trợ, ai có hỗ trợ được nữa thì cho nó xin thêm từng mấy miếng thiếp nó đóng cặp vách bên nhà của thằng bên đây cái nữa thôi. Dạ. Còn cần dụng rồi đó. Dạ. Ừ, cái đó thì con có nói trên video rồi chú. Dạ, nếu mà không dám khẳng định được, nhưng mà vậy thôi được thì chú qua tiếp làm giùm cho nó. Dạ, tại vì mình còn đến chú nhà đinh nhiều lắm, đi vô. Dạ. Thọ mà. Tại hiện tại của cháu đang ngầm vô là 2 triệu rồi. Rồi thì chú nên nói vậy thôi vậy chứ. Nếu mà có được mạnh thường quân nào hỗ trợ thì cháu sẽ. Ừ. Tiếp tục đến. Chú qua làm tiếp nó thôi. Dạ. Nói dạ. Chung cái nó cũng khổ, bữa cơm còn ăn nó vừa bánh ăn. Dạ. Mà uống kia đàng hoàng chứ không phải là khi dễ đâu, nói cho chú nó thật. Dạ dạ. Mình nên có thằng Thanh đi làm không rồi sao chịu nổi. Dạ đúng rồi, một người làm mà tới 5-6 người ăn rồi. Ừ. Sao mà chịu nổi được. Sắp mời chú xong rồi chú có bạn nói thôi giờ kéo miếng ra nó căng vết cặp bên nhà mình hay đi cái đi. Dạ. Rồi từ từ rồi tính. Dạ đúng rồi. Nói chung rồi là hiện tại vách hai bên ít chiều gì cũng có cái nhà người ta cũng đỡ hơn. Ừ. Nhưng mà quan trọng là cái máy. Ừ. Đúng không chú? Nó đỡ dột. Dạ cảm ơn chú rất là nhiều nha. Rồi. Nè chú ơi, nói lấy chân xuống con. Chú nói cho nghe nè. Dạ. Là mai mốt đó nha, chú nói trước nha. Dạ. Là nếu như mà chú vô đây á mà chú không gặp thằng cu con băng á là con phải chịu trách nhiệm với chú. Dạ cái gì đâu chịu trách nhiệm chú nhỉ. Chịu trách nhiệm là có nghĩa là con là phải đi làm gì đi mua sữa cho cháu chứ. Dạ. Ừ. Con có chuyện đạo chứ không có chuyện đạo đạo đâu. Phải làm mới được, phải đi ra đi lụm móc bọc ve chai gì đó đi không. Dạ cái đó đi nhưng mà không có xe.
đi lấy cái bao là quẩy kịnh kịnh lên là bỏ vô móc bọc, bỏ vô lụm được cái sắt cái gì đó đem về lo cho cháu, mua sữa cho cháu. Ông cậu ông phải có trách nhiệm tí. Tức là con không có xe, phải có xe đi đâu rồi? Bây giờ sáng tôi chạy đi lại, tôi đi lụm với ông chịu không? Tôi chở ông đi lụm luôn rồi, chịu không? Hả? Tôi chơi liệu với ông luôn á. Chị xem đa. Tôi chở ông đi lại tới chỗ luôn. Đó rồi tôi đi móc phụ ông luôn, rồi tôi bỏ vô bao về ông bán lấy tiền được không? Chơi gì được không? Chú nhàn chơi giúp đỡ cao, chú nhàn chơi. Chơi hết mình luôn, không có nói gì hết á. Liệu không nhiều. Thấy không? Chú nhàn chơi giúp đỡ ấy mà, giúp đỡ cả hộ nghèo mà. Giúp đỡ hộ nghèo thì chú đâu có giàu đâu, chú hộ nghèo này hả? nhưng mà chú đi giúp đỡ là giúp gì đó. Kể như chú xài khỏi đăng qua con Mận Quân giả kiện chú đang vô. Không, nhưng mà cái điều con đi phải ly lụm vậy trai. Đó. Mạnh nè, chú nói cho con nghe, Mạnh Thường Quân họ giúp mình một thời gian thôi, đúng không? Dạ. Mình cũng phải tự làm tự kiếm đi. Đúng không? Dạ. Con kính kiếm xe ông kia, thằng kia xe cho xe ca con, cha con chưa lấy. Xe gì? Xe đạp. Mà biết đạp không? Dạ biết chứ. Thiệt không? Thiệt chứ. Thiệt bữa nó chở vô cho chiếc xe đạp đi móc bọc, đúng không? Dạ. Mà quan trọng cho xe đạp mà dám đi làm hay không, không có điều quan trọng chứ. Con đi đạp cái gì con có gì con đụng lấy à? Thiệt không? Dạ thiệt chứ. Về nhà còn chiếc xe đạp chở vô luôn, chơi luôn liệu nhiều hả? Mà quan trọng mà đi biết đường về không ông? Dạ biết chứ. Trời sao mắt đồng tinh quá vậy, nói chắc không? Xe đạp con chạy được chứ, chiếc winner con đâu chạy được không? Chiếc xe đạp ta nói xe đạp chứ winner đâu, đào đâu ra tiền. Chú còn chạy xe cù bắp nữa mà sao cho tiền cho xe chơi. Cả nhà thông cảm nha, biết sao tại Quý ngồi như thế này không? Tại vì cháu bị cái bột nhọt ở sau mông nó dày, nó nổi dày sau mông ở chân, nó ngồi kiểu kia nó đau lắm. Thì thôi như thế này, đến thì gia đình thì chú cũng chia sẻ hết tận tình rồi, chú cũng giúp đỡ hỗ trợ hoàn cảnh con như vậy rồi. Yeah. Thì chắc có lẽ là nhàn cũng sẽ về của chú anh chị thì cũng hỗ trợ cho Băng 500.000 riêng nha. Cái phần này là nhàn không có chích từ quỹ nào hết, cho là chích từ tiền của nhàn như Trang nhàn lời hứa. Thì sau cái hộp sữa này ra mua cho chú hai hộp sữa Di Lắc nha, Di Lắc 2 tháng tuổi, từ hai tháng cho tới 6 tháng đó, mua hai hộp, một hộp chỉ có 180 hoặc 220 thôi, mà em nhớ là 180, tại vì em mua là cho 3 hộp bữa trước rồi, là 3 hộp đó là 3 hộp dẻo béo, là cháu bữa nay là có da có thịt lại rồi, thì sẽ chuyển qua là Di Lắc thì uống thì nó sẽ nhẹ hơn, tại vì một tháng mà uống chừng 3 tới 4 hộp nó ra tới 2 triệu. Nhưng mà sữa này cũng vẫn là sữa tốt, nhưng mà một 3 hộp thì một tháng nó chỉ có 500 mấy 600 thôi, thì giảm bớt lại. Em có nói ra từ đầu em sẽ dỗ cho cháu tròn lại, có da có thịt lại đúng như lời em hứa, và em làm được như vậy. Còn bây giờ là em sẽ hỗ trợ thêm 2 hộp nữa cho cháu uống, đó là cái tiền riêng em không chích quỹ từ đâu. Thì chung nhờ em lại tí thì cũng giúp được cho cháu có sữa uống của chú anh chị, thì cháu uống thì ông khỏi uống đó vậy thôi đó. Thì nhà cũng chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã theo dõi hành trình thiện nguyện của nhà suốt thời gian qua, và cũng giúp đỡ được những hoàn cảnh nào thì nhà cũng quay chia sẻ hết cho tất cả cô chú anh chị thấy, và cũng chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị rất là nhiều. Trên video này nhà cảm ơn má nuôi và anh Khánh cùng theo là cô Sáu Hà đã hỗ trợ cho hoàn cảnh gia đình của phát tâm đến gia đình của anh Thanh và cháu Băng. Thì nói thật luôn, em cũng trên video này em nói luôn, cô Sáu Hà cho 100 đô nhưng mà cô vợ chưa gửi về kịp, em dẫn sức tiền em làm cho anh chị đàng hoàng. Anh chị nhớ kỹ một điều, em làm tất cả là em muốn giúp đỡ cho hoàn cảnh, chứ không phải là để em đến hay là em quay cái này quay nọ để em câu view cô like, không có đâu. Nên anh chị phải nhớ được một điều vậy. Thì sau video này mong cô chú anh chị cũng giúp cho nhàn xin lượt like, lượt đăng ký và một lượt chia sẻ bình luận để có video có thể tương tác cao hơn, để có thể đến cho tất cả những cái cô chú anh chị chưa xem được video, tại vì mắc đề xuất nhiều quá. Còn nữa nhàn xin chào cả nhà nha. Rồi chào cả nhà đi.